chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp giá rẻ, chỉ có 5.900.000 đồng thôi. Một căn nhà ngang 4m8, sâu vào 11m, thiết kế một trệt 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, phòng thờ và sân thượng, giặt phơi đồ. Một trệt đúc 3 lầu nha quý vị, tọa lạc ngay tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 8 Gò Vấp, sát với ngã tư đường Phạm Văn Chiêu và đường Quang Trung. Ở đây chỉ cách siêu thị MX2 có 200m thôi. Một căn nhà rất đẹp, chính chủ bán và giá cực kỳ rẻ nha quý vị, hướng Tây Bắc, tặng full nội thất trong nhà. Hướng Tây Bắc nha anh chị. Đấy, nhà hẻm xe hơi nha. Hẻm một xẹt sát đường chính. Đường trước nhà là con đường rộng khoảng tầm 5m, hẻm một xẹt sát với trục đường chính Phạm Văn Chiêu. Hẻm cách đường chính khoảng tầm 30m thôi. Vị trí thuận tiện cho anh chị nào mua để ở làm văn phòng công ty. Nhà thì xe hơi đậu trong nhà được nha. Đường 5m rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt 4 cánh, bên trong có cửa nhôm Sinfa. Trên thì được lợp mái thái nha quý vị. Mặt tiền ngang rộng 4m8 nha. Rất là rộng. Phía trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách của anh chị sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, tivi 65 inch. Hai bên tường thì được làm phào chỉ nhựa Hàn Quốc và sơn nước theo mẫu nhà phố hiện đại. Trên có đèn chùm, đèn led trắng và thạch cao. Ngang 4m8, sâu vào 11m. Căn nhà mình chỉ có giá bán 5.900.000 đồng thôi. Quý anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ tại trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, sát với trường An Hội, ngay bên hông trường An Hội này, hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng nha. Phía ngoài là trường tiểu học An Hội và trường cấp 2 Phạm Văn Chiêu. Vị trí rất là ok nha quý vị. Sát với siêu thị MX2. Giá rẻ chỉ có 5.900.000 đồng thôi, hướng Tây Bắc nha. Anh chị cô chú khách hàng nào muốn sở hữu em nhà đẹp này, hãy alo trực tiếp về tới em Hưng để được đi xem nhé. Phía trong này chúng ta có bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ sồi Nga, tặng tủ lạnh. Trên có làm đèn chùm và phía dưới gầm cầu thang có nhà vệ sinh. Căn nhà sẽ có 4 phòng ngủ, 3 toilet nha quý vị. Giá bán thì rất là êm, rất là rẻ, hữu nghị. Chỉ giao bán với giá là 5.9 thôi, vẫn còn thương lượng nha. Đã giảm rồi, trước đó thì bên chủ nhà có giao tới 6.4, giảm xuống 500 triệu rồi nha quý vị. Căn nhà quá là đẹp luôn, phong cách mới hiện đại trẻ trung và giá mềm. Giá bán có 5.9 thôi nha anh chị. Anh chị nào thích nhà đường xe hơi giá tầm dưới 6.000.000 hãy gọi trực tiếp về tem Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, chúng ta đi xem ngay nha. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ hết này. Cầu thang ốp đá hoa cương đen. Đấy, đục rộng chắc được tầm 90. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1. Hai lầu thì giống nhau, hai phòng phía sau đã có nội thất, hai phòng phía trước thì có một máy lạnh thôi. Ốp sàn gỗ nha. Phòng sau này thì có giường đệm, tủ quần áo, kệ tivi. Và có trang trí máy lạnh Capper mới. Đấy. Được cái hẻm đẹp 5m, một xẹt sát đường. Toilet chung, bồn cầu khối này. Phòng phía ngoài này thì có ban công đường trước. Rèm cửa đầy đủ hết rồi. Ốp sàn gỗ nhá. Có cửa sổ rất là thoáng luôn, rèm cửa có tặng một máy lạnh thôi. Phòng phía trước này rộng hơn nha các anh chị. Phòng trước này quá là rộng luôn. Bố trí toilet chung này, phòng cũng rất là rộng. Bên ngoài thì chúng ta có ban công đúc tới 1m2. Có trồng cây xanh. Đối diện nhà mình thì cũng có một căn đang sáng điện này, đang giao tới 6.4 này. Đấy. Căn inox kính cường lực, có trồng cây xanh ra phía bên ngoài. Căn nhà với giá bán rất là thơm, ngon, bố rẻ. Chỉ có 5.9 thôi. Anh chị quan tâm đến căn nhà này, chúng ta sẽ alo trực tiếp về tem Hưng nha. Đấy, xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha quý vị. Lầu 2 giống y như lầu 1. Giống y luôn nha. Hướng Tây Bắc. Đấy, phòng ngủ rộng, tặng một cái máy lạnh thôi.
Phòng ngủ trước này quá là rộng luôn. Toilet chung. Vị trí đẹp, đường một xẹt của trục đường Phạm Văn Chiêu gần với siêu thị Emark 2 mới khai trương. Đang giảm giá bán khai trương và giảm giá bán sản phẩm tới 50% nha anh chị. Anh chị nào thích đang có nhu cầu đi siêu thị mua sắm đồ đạc thì chúng ta chỉ ra Emark 2. Đang giảm giá bán rất là mạnh luôn. Lầu 3 sẽ là khu vực sân thượng. Đây, sân thượng trên này có làm khung sắt, trồng cây xanh. Anh chị nào chúng ta muốn làm thêm phòng thờ trên này cũng được nhá. Chúng nhà thì đang để trống để làm khoảng sân thượng ngồi vui chơi, giặt phơi đồ trên này. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nhé.